Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn phun bộ chuyển vô lăng ba bánh. Hàng này thì lắp cho hầu hết các dòng xe ba bánh có trên thị trường hiện nay sử dụng ghi đông dạng tay kẹp, có nghĩa là những cái ghi đông mà đang được kẹp bởi bốn con ốc thì có thể tháo lắp chuyển sang bộ này một cách rất là đơn giản với một cái dụng cụ, bộ công cụ trung gian, đấy là tháo bốn con ốc trên kẹp ghi đông, siết vào cái con này, sau đó cái vành móng ngựa này sẽ được bắt vào cái trụ này, được cố định trên bút lái. Phần khung xe sẽ được cố định với cái bánh răng trụ này, bánh răng trụ vô lăng này, nó sẽ ăn khớp vào với răng vành móng ngựa này. Chuyển động nó sẽ chuyển động được 2,7 vòng, chuyển từ lái vô lăng sang lái ghi đông sang lái vô lăng. Đây là vô lăng có đường kính là 37 cm, có bộ công tắc đầy đủ. Và bộ rắc chuyển đổi, đây là bộ rắc chuyển đổi. Thường thường thì trên xe ba bánh thì sẽ có những cái bộ cụm công tắc đấy, thì nó sẽ sử dụng cái rắc này. Cụm công tắc thì nó hay sử dụng cái rắc này, rắc đèn còi đấy. Thì có thể sử dụng cái bộ này để làm rắc chuyển đổi nhé đấy. Tuy nhiên thì có thể nó sẽ có một sự khác biệt nào đấy, về nhà là sẽ phải gảy ra đấu lại. Tuy nhiên là nó sẽ có đầy đủ. Đây là công tắc dừng khẩn cấp này. Đấy. Bộ gạt xi mưa trái phải còi. Còn đây là gạt mưa này. Gạt mưa có thể dùng hoặc không dùng. Nếu như không có kính thì các bạn có thể bỏ đi. Đấy, vô lăng này có nút bấm còi. Vô lăng rất là đẹp. Đấy. Sáng bóng. Rất là đẹp. Đây là phần ốp nhựa. Nó sẽ được ốp lên trên cái vành móng này, cho thẩm mỹ này. Đấy. Phần trụ nó sẽ nằm ở trong cái gầm này. Còn đây là những cái phần giá đỡ. Đây, đây. Ốc vít. Ốc vít chính của bộ đi theo là bốn con này, còn phần này là bên em cung cấp thêm cho khách hàng về nhà bắt vào đâu thì bắt. Cái phần này thì tháo ngay ở trên vô lăng nó đã có sẵn rồi. Đấy. Đây. Chọn bộ thì nó gồm bằng này món. Cách lắp đặt thì rất là đơn giản, lắp được cho mọi loại xe ba bánh hiện nay có sử dụng ghi đông dạng kẹp nhé. Còn tất cả những cái dòng ghi đông độ chế thì mình chỉ cần rất là đơn giản, bắt một cái mặt bích lên cái phần chế, làm sao khít bốn cái con ốc này là được. Và xin lưu ý thêm là cái cọc này nó phải thẳng đúng cái tâm của cái trục lái của mình đang có hiện nay thì nó lái nó mới bánh răng nó sẽ ăn khít, nó sẽ chuẩn. Đối với xe máy muốn chế thành vô lăng cũng rất là dễ. Phần vô xe máy ấy, thì nó có một cái bộ kẹp, sau đó là mình xiết cái con ốc ngang này vào để giữ cái bốt ghi đông. Thì cái phần ốc xiết ngang ấy mình giữ lại, mình cắt bằng cái phần này đi, hàn một cái mặt bích bằng cái mặt bích này, khoan bốn con ốc trùng này, sau đó bắt cái này lên cái phần cọc ghi đông đấy. Là sau này mình xe máy mình thay bi thay cổ vẫn là chỉ cần tháo ốc này ra và tháo cái trụ của xe máy ra là mình nhấc ra được bình thường, không phải hàn chết nhé, và cũng không phải chế. Cái này người ta tiện, nó vừa với cái này rồi. Mình làm ở ngoài là không làm được, nhưng cái phần cơ khí thì mình làm chỉ cần máy cắt và máy hàn là làm được thôi. Đấy, thì cách làm cho với xe máy là như thế. Cách làm của xe máy là giữ nguyên lại cái phần, có nghĩa là mình cắt cái ghi đông đi, phần cổ dưới ghi đông cắt này, làm cái mặt bích ốc trùng như thế này, làm sao siết ốc vào này, tâm của cái trụ xoay là trùng với tâm này là được. Thì sau này sửa chữa vòng bi vòng biếc là rất là hợp lý luôn. Đấy, chọn bộ là gồm
vô lăng này, cụm công tắc, tất cả như hình ảnh. Giá của bộ này thì chỉ loanh quanh khoảng 800 gì đó, rất là đầy đủ. Các bạn có thể không cần lấy cái này cũng được. Nếu như có một số cái dòng xe thì nó có cái này nó vừa luôn này. Thường thường là những cái dòng càng vai đơn của những cái xe chở gạch ở trong xưởng mộc ấy, hoặc là những cái này là lỗ côn nhé, nó là côn 3220 mấy gì đó, đại loại là lỗ côn để mình đo. Nếu như cái trụ lái của các bạn ấy là trụ côn ấy, thì các bạn cứ đo cái này là nó là 22 này. Ở dưới này là 25/22, côn 25/22 là có thể lắp vừa luôn. Thì mình không mua cái này nữa thì nó sẽ bớt đi được một số. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mới đăng video lên.